tan chảy khi thấy nụ cười hạnh phúc của con gái Mai Phương ngày mẹ xuất viện về nhà. Những hình ảnh mới nhất của bé Lavi sau khi mẹ Mai Phương ra viện khiến cộng đồng mạng tan chảy. Gần một tháng qua, khán giả vô cùng lo lắng cho diễn viên Mai Phương khi cô phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra thương xót cho cuộc sống của bé Lavi khi mẹ phải nằm viện. Vì vậy, công chúng và đồng nghiệp không ngừng động viên, kêu gọi giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho mẹ con Mai Phương. Mai Phương mừng sinh nhật con gái tại bệnh viện. Bé Lavi tên thật là Phùng Ngọc Thiên Thư, con chung của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Trước sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, Mai Phương luôn lạc quan và cố gắng hết mình trong suốt quá trình chữa bệnh. Kết thúc đợt điều trị đầu tiên, sức khỏe của nữ diễn viên Nhận Thiên Thần Áo Trắng đã ổn định. Cô được các bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú một thời gian. Sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng bé Lavi cũng được gặp mẹ. Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Bảo Như vừa tag tên Mai Phương khi đăng tải hình ảnh bé Lavi cười rạng ngời khi đi mua đồ chơi dù không có mẹ bên cạnh. Nụ cười tỏa nắng của bé Lavi ngày mẹ được ra viện khiến khán giả tan chảy. Trương Bảo Như chia sẻ đầy hào hứng, niềm vui nho nhỏ hôm nay là nấu ăn cho hai bạn nhỏ, Bắp và bé Lavi. Bạn nào ăn cũng giỏi, đặc biệt là Vavi, ăn hết một chén cơm, còn xin ăn thêm nữa, vừa ăn vừa khen, ngon quá cô Như ơi. Ăn xong là phần thưởng cho đi mua đồ chơi, hai xì tai khác nhau quá. Dù không thể đi chơi cùng mẹ, nhưng có lẽ cô bé đã rất mãn nguyện khi mẹ được về nhà sau nhiều ngày xa cách, nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của cô bé 5 tuổi khiến nhiều người xúc động. Dưới bài viết, Mai Phương để lại bình luận quan tâm.